tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã dự báo về xu thế thời tiết trong tháng 10 năm 2024. Không khí lạnh. Trên cả nước, trong tháng 10, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động gia tăng về cả tần suất và cường độ. Không khí lạnh đầu mùa thường có cường độ trung bình. Xu thế mưa. Trong tháng 10, trên toàn quốc, tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Trung Bộ, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 10 đến 30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng ở khu vực Trung Bộ trong tháng 10. Thời tiết nguy hiểm trên biển. Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và tác động đến đất liền Việt Nam khả năng sẽ ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn so với trung bình nhiều năm. Theo số liệu trung bình nhiều năm trong tháng 10, trên Biển Đông có 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, đổ bộ vào đất liền 0,8 cơn. Bão, không khí lạnh, dông lốc xoáy trên biển có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Cơ quan khí tượng lưu ý, các bản tin cảnh báo thời hạn xa thường mang tính chất dự báo xu thế, vì vậy để thông tin dự báo thời tiết có cơ sở cao hơn, người dân nên đón đợi những bản tin thời hạn ngắn được phát hành hàng ngày từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.